Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Xin hân hạnh giới thiệu đậu hũ Kim Sa do người Việt làm chủ, chuyên cung cấp tất cả các loại đậu hũ truyền thống. Đặc biệt Kim Sa còn có đậu hũ hành và đậu hũ xả ớt có thể mua về ăn ngay. Ngoài ra Kim Sa cũng có cả sữa đậu nành nguyên chất. Đậu hũ Kim Sa được làm từ nguyên liệu organic 100% và hiện đã có mặt tại các shop thực phẩm Á Châu ở Kapramata, Pensau và Cali Heights. Nhân dịp khai trương, Kim Sa sẽ có quà tặng cho những ai mua hơn 10kg, bao gồm cả giao hàng miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0423 000 666. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, chỉ còn 4 tuần lễ nữa là cử tri Úc sẽ phải đi bầu cho cuộc trưng cầu dân ý Voice to Parliament. Và trong bối cảnh số người ủng hộ chiến dịch này đang giảm hạ, cuối tuần qua hàng trăm ngàn người đã xuống đường diễu hành với hy vọng gia tăng được tỷ lệ ủng hộ trong những ngày sắp tới. Trong sinh hoạt kinh tế, người lao động tại Úc đã mất hơn 25.000 mỗi năm vì năng suất giảm hạ. Tại New South Wales, chính phủ tiếp tục rò rỉ thông tin về các gói hỗ trợ sẽ được nêu lên trong ngân sách vào ngày mai. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Việt Face TV. Đầu tiên là tin liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý. Nhóm ủng hộ Z tham gia diễu hành trên khắp nước Úc. Nước Úc sẽ có cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói thổ dân, tức là Voice to Parliament, vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 sắp tới. Và cuối tuần qua, chiến dịch kêu gọi sự ủng hộ cho cuộc trưng cầu dân ý này đã bùng nổ với hàng trăm ngàn người trong nhóm ủng hộ, tức là Yes Vote, đã diễn hành tại nhiều thành phố lớn ở Úc. Theo các cơ quan truyền thông, thì ước tính đã có khoảng 200.000 người đã tham gia các cuộc diễu hành vào hôm qua Chủ nhật tại các thành phố lớn và nhiều thị trấn ở thôn quê, tức là chỉ 4 tuần lễ trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Bộ trưởng Môi trường Liên bang bà Tania Plibersek cùng với nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Young và đảng viên đảng tự do tại New South Wales Jackie Munro và thị trưởng thành phố Sydney bà Clover Moore đều đã có bài phát biểu tại Sydney để ủng hộ cuộc diễu hành của nhóm Yes Campaign. Trong khi đó, về phía những người chống đối, tức là No Vote, mà đại diện là ông Warren Mundy, đã nói rằng nước Úc hiện đang có dân số trên 26 triệu người, và rất nhiều người trong số này là người nước ngoài đã đến Úc để giúp xây dựng đất nước này. Và do đó việc thông qua cuộc trưng cầu dân ý lần này sẽ không công bằng đối với thành phần công dân nước ngoài này. Tuy nhiên, Mundin đã lên tiếng ủng hộ các thỏa hiệp giữa người thổ dân và chính phủ, cũng như những thay đổi về ngày quốc khánh Úc. Và đó là những lập trường mà nhóm No Vote đã sử dụng để kêu gọi cử tri bỏ phiếu chống lại cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 14 tháng 10 sắp tới. Về phía đảng xanh, lãnh tụ Adam Bent cho biết, nếu ngày 14 tháng 10 nhóm No Vote chiến thắng thì sẽ càng khiến cho nước Úc bị chia rẽ và ngày càng xa rời công lý dành cho cộng đồng thổ dân tại Úc. Kế đến là tin sinh hoạt kinh tế. Người Úc bỏ lỡ cơ hội tăng lương 25.000 đô la do mất năng suất lao động. Nghiên cứu mới nhất của Ủy ban Năng suất, tức là Productivity Commission, đã tiết lộ rằng người Úc đang bỏ lỡ hơn 25.000 đô la mức tăng lương của họ do sự sụt giảm về tốc độ tăng trưởng năng suất trên toàn cầu kể từ những năm 1990. Năng suất là mức độ hiệu quả mà người lao động có thể sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ đã trở thành một điểm nóng chính trị trong những tháng gần đây. Trong bối cảnh nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo rằng tốc độ tăng năng suất yếu ớt của quốc gia nếu không được đảo ngược có thể dẫn đến sự xói mòn hơn nữa về mức sống. Quả thực, trong thập kỷ qua, tăng trưởng năng suất lao động trung bình chỉ đạt 1,1% một năm, và đây là tốc độ chậm nhất trong 60 năm. Số liệu tăng trưởng kinh tế GDP được ABS công bố gần đây cũng cho thấy năng suất lao động, thước đo sản lượng trên mỗi giờ làm việc đã giảm 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 6
hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2016. Trong báo cáo của mình, Ủy ban năng suất nhận thấy rằng nếu mức tăng trưởng năng suất theo kịp mức trung bình được ghi nhận trong những năm 1990 ở mức 2,2%, thì thu nhập thực tế hàng năm sẽ đạt gần 134.000 đô la vào năm nay 2023, tức là cao hơn 25.000 đô la so với mức trung bình hiện nay là 107.000 đô la. Với giả định thấp hơn khi tăng trưởng năng suất được duy trì ở mức trung bình 60 năm là 1,8%, thì mức lương trung bình là 118.000 đô la, tức là vẫn nhiều hơn 11.000 đô la. Sau đây là tin từ New South Wales. Chính phủ cam kết tài trợ 244 triệu đô la để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở xã hội. Chính phủ New South Wales sẽ công bố ngân sách đầu tiên của Đảng Lao động sau hơn một thập kỷ vào ngày mai 19 tháng 9. Tuy nhiên, trong những ngày qua, nhiều thông tin rò rỉ về việc chi tiêu trong ngân sách đã được tiết lộ, đặc biệt là về y tế và giáo dục. Và hôm qua, chính phủ Chris Minns lại công bố tiếp chi tiêu về gia cư, qua đó cho thấy Đảng Lao động New South Wales sẽ chi 244 triệu đô la để giải quyết tình trạng vô gia cư đang ngày càng gia tăng tại tiểu bang này. Bà Rose Jackson, Bộ trưởng Gia cư, trong một cuộc họp báo ngày hôm qua nói rằng vấn đề gia cư là ưu tiên hàng đầu của chính phủ New South Wales. Điều này có nghĩa là Đảng Lao động sẽ xây dựng thêm nhiều nhà ở tại tiểu bang này với hy vọng có thể gia tăng nguồn cung nhà xã hội với giá cả phải chăng trong thời gian tới. Ngoài sự khẳng định của Bộ trưởng Gia cư, Thủ hiến Chris Minns cũng nói với các phóng viên rằng số tiền 244 triệu đô la này sẽ được phân phối trong ngân sách vào ngày mai thứ ba. Cũng theo lời ông Chris Minns, thì những người mắc bệnh tâm thần hoặc vô gia cư sẽ là nhóm được ưu tiên tiếp cận nguồn cung ứng gia cư này. Ngoài ra, ông Chris Minns cũng xác nhận một phần quan trọng của chiến lược sẽ là nâng cấp và khôi phục các tòa nhà hiện đã có, nhưng đang rơi vào tình trạng hư hỏng để rút ngắn thời gian xây dựng. Ông Chris Minns cho biết, New South Wales hiện đang có hơn 50.000 người trong danh sách chờ cấp nhà chính phủ. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận, và do đó chính phủ cần phải có nhiệm vụ giải quyết khẩn cấp tình trạng chờ đợi này sau khi chính phủ liên đảng tiền nhiệm đã bỏ quên nhóm người này trong cả thập niên qua. Theo Thủ hiến Chris Minns, thì những cải cách là bước thiết yếu đầu tiên trên con đường chống lại tình trạng vô gia cư và giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở xã hội, chính là nâng cấp những căn nhà đang có. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi xây dựng thêm nhiều tòa nhà chung cư cao tầng để có thể đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Tuy nhiên, vấn đề khan hiếm gia cư không phải là vấn đề duy nhất ở New South Wales. Theo dữ liệu từ các trang web của chính quyền tiểu bang, gần 200.000 người đang nằm trong danh sách chờ nhà ở xã hội trên khắp đất nước và con số đó đang tăng lên hàng năm. Người Úc đang khao khát có được một ngôi nhà có thể phải chờ đợi trung bình hơn 2 năm, với thời gian chờ đợi ở những khu vực có nhu cầu cao hơn là 5 và thậm chí 10 năm. Với vấn đề nhà xã hội nghiêm trọng nhất ở New South Wales, Thủ hiến Chris Minns thừa nhận tiểu bang này hiện đang thất thế khi người dân đổ xô đến các tiểu bang khác để định cư. Cũng liên quan đến ngân sách New South Wales, chương trình giảm giá năng lượng sẽ gia tăng vào năm tới. Những người sở hữu thẻ giảm giá ở New South Wales sẽ nhận được thêm một chút trợ giúp về hóa đơn tiền điện của họ sau khi chính phủ Chris Minns thông báo là mức giảm giá năng lượng sẽ được gia tăng từ giữa năm tới. Quyết định này được đưa ra sau khi cư dân New South Wales phải hứng chịu mức tăng giá điện chưa từng có từ 20 đến 25% vào tháng 7 vừa qua. Một số cư dân Sydney thậm chí còn cho biết là giá điện của họ đã tăng tới 80%. Với thông báo về chương trình tài trợ tiền điện, tức là Energy Rebate, chính phủ New South Wales sẽ tiêu tốn thêm 100 triệu đô la trong ngân sách sẽ được loan báo vào ngày mai. Chương trình giảm giá năng lượng sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, người nghỉ hưu, những người đang nhận trợ cấp age pension và các cựu chiến binh và những người mắc một số bệnh lý nhất định đều sẽ được coi là đủ điều kiện để nhận khoản giảm giá nhiều hơn bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ trưởng Năng lượng New South Wales, bà Penny Sharp cho biết, đợt tài trợ mới này sẽ được bổ sung vào số tiền trị giá 326 triệu đô la đã được phân bổ cho các khoản giảm giá năng lượng trong năm 2024-2025. Đây là sự gia tăng từ 20 đến 40% đối với hầu hết các hộ gia đình trong danh sách được nêu trên. Tin về thời tiết khắc nghiệt, 26 người vào bệnh viện do nắng nóng ảnh hưởng tới các vận động viên chạy marathon ở Sydney. Khoảng 17.000 người đã tham gia cuộc thi Sydney Marathon 2023 giữa đợt nắng nóng ngột ngạt của mùa xuân tại Sydney trong những ngày qua.
Và trong bối cảnh thời tiết nóng bức hơn 30 độ C, nhiều người đã không thể kết thúc cuộc thi của mình. Thông tin từ nghiệp đoàn xe cứu thương cho biết, cho đến 4 giờ chiều hôm qua Chủ nhật, 26 người đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc sức khỏe. Trong số này có 7 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra còn có 14 người khác đã được nhân viên y tế điều trị tại hiện trường. Nhắc lại, cuộc đua Sydney Marathon đã bắt đầu tại Bradfield Park ở Mission Point vào lúc 7 giờ sáng hôm qua Chủ nhật, với đoạn đường dài hơn 42 km. Các vận động viên đã di chuyển qua nhiều khu vực nổi tiếng ở trung tâm Sydney CBD, bao gồm Pyrmont, The Rock, Darlinghurst, Moore Park và Centennial Park. Người chiến thắng nam là ông Othman El Goumri, vận động viên từ Morocco, trong khi về phía nữ là cô Bessie Sana, người Mỹ gốc Kenya. Trong khi vận động viên Úc, ông Brett Robinson đã vượt qua vạch đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc. Riêng về thành phần vận động viên khuyết tật thì cô Madison de Rosario đã chiến thắng trên chiếc xe lăn của mình. Cuối cùng là tin sức khỏe đời sống, cảnh báo khẩn cấp cho hàng triệu người về sự bùng phát vi khuẩn Listeria. Cơ quan y tế liên bang đã mở một cuộc điều tra toàn quốc sau khi 9 trường hợp nhiễm khuẩn Listeria được báo cáo tại Queensland, New South Wales và Victoria. Ăn thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Listeria có thể dẫn đến bệnh gọi là Listeriosis, một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, người già hoặc người bị suy giảm miễn dịch. Mặc dù hầu hết những người khỏe mạnh sẽ không bị bệnh sau khi ăn phải vi khuẩn thông thường, nhưng bệnh Listeriosis có thể cực kỳ nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng đối với những người dễ bị tổn thương. Tại Úc, hiện đang có một đợt bùng phát dịch tại nhiều tiểu bang. Đáng lo ngại nhất là tại Queensland, khi một bệnh viện tại đây vừa xác nhận bị vi khuẩn Listeria tấn công, làm dấy lên lo ngại rằng các bệnh viện trên toàn tiểu bang có thể đã tiếp xúc với những thực phẩm bị ô nhiễm. Câu hỏi được đặt ra đối với các bữa ăn tại bệnh viện thường được cung cấp bởi công ty Oz Foodnet, và chính phủ liên bang hiện đã điều phối một cuộc điều tra cấp quốc gia về đợt bùng phát bệnh Listeriosis sau các trường hợp bị nhiễm ở New South Wales và Victoria. Giám đốc Y tế Queensland tiến sĩ John Gerard cho biết, chính quyền đang điều tra một số nguồn thực phẩm tiềm năng. Cho đến thời điểm này, đã có 9 trường hợp nhiễm khuẩn Listeria đang được điều tra, 5 trường hợp trong số đó được chẩn đoán ở Queensland. Tiến sĩ Gerard cho biết, Queensland Health hiện là cơ quan chủ trì một trong 3 cuộc điều tra bùng phát dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm do vi khuẩn Listeria gây ra. Ông Gerard lưu ý rằng, tất cả 9 cư dân Queensland bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát đều trên 40 tuổi và có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Tiến sĩ Gerard đồng thời cũng nhấn mạnh số ca nhiễm khuẩn Listeria được báo cáo ở Queensland không cao hơn mức trung bình. Trong khi tại New South Wales, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp vào đầu tháng này sau khi phát hiện một số trường hợp nhiễm khuẩn Listeria đã được xác nhận. Còn tại Victoria, Bộ Y tế tiểu bang này cũng thừa nhận hiện có một số cụm vi khuẩn Listeria trong nước, nhưng từ chối bình luận về số lượng ca bệnh trong phạm vi biên giới của mình. Các đợt bùng phát xảy ra sau khi Bộ Y tế New South Wales bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đáng báo động về số ca mắc bệnh Listeriosis được phát hiện trong cộng đồng trong năm qua. Giám đốc chi nhánh Y tế New South Wales Kira Glasgow cho biết, trong năm 2023, New South Wales đã ghi nhận 25 trường hợp mắc bệnh Listeriosis, nhiều hơn những năm trước đây. Nhiễm trùng Listeriosis thường bắt đầu bằng sốt và đau cơ. Các triệu chứng của bệnh Listeriosis có thể mất đến 2 tháng mới biểu hiện sau khi tiếp xúc với Listeria. Ở những người có nguy cơ cao, nó có thể nhanh chóng lây lan vào máu hoặc hệ thần kinh trung ương, gây sốt đột ngột, nhức đầu dữ dội, cứng cổ, lú lẫn hoặc mê sảng, co giật, mất thăng bằng hoặc hôn mê. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều này.